cho cô Ngọc. À đúng cái anh đây không? Để trước mua quạt đúng không? Rồi. Mà anh quay lại này. Mà nhớ quạt màu gì với được? Quạt màu tím, một cái màu tím và một cái màu gì nữa? Có không? Này anh quay lại chơi này. Hôm nay có mua gì nữa không? Hôm nay không biết có gì nên mua không? Có gì hay không? Đấy. Hết quạt rồi phải không? Chỉ còn quạt. Rồi còn là quạt. Có một số các con thú đấy. Các cái vòng đây này. Vòng. Thì mấy này bán được không? Chán quá, thế lắm. Dám luôn, nghe bán đắt lắm. Nghe bác Ngọc và bán đắt nhất trên đường này luôn. Dạ, không có đâu ạ. Có không? Không. Nãy mới hay bán cho cô ấy mà. Đấy, suốt từ 8 giờ sáng đến giờ mới bán được cho cô mở hàng đấy. Hả không? Bà ơi, đây là cái vòng đeo cổ à? Hay cổ Phật đây? Đấy, vòng đeo cổ. Vòng nhìn cho coi nào. Đá Thanh Anh à. Quay cho coi nè. Okay guys, we're back with cô Ngọc. Cô Ngọc. Cô Ngọc bữa gặp á, gửi hình cô Ngọc lên mạng á. Này, mấy cái vòng đẹp gái. Cái vòng này. Đâu cái nào? Đó. Cái này rẻ thôi, cái này có 30.000 một cái thôi. Okay. Rồi, lấy cái đó. Lấy một cái. Vậy em tên gì quên rồi? Em tên Cảnh. Cảnh á mà. Cảnh. Cảnh. À, thì anh khó nhớ tên á. Cảnh đẹp. Cảnh đẹp. À, con lấy cái nào? 30. Vậy có tin gì mới không? Cũng chẳng có tin gì mới cả. Chứ ở nhà có sướng không? Vất vả mà. Mát. Có cái là mát thôi. Nắng quá. Nắng mà lại đi lại không đi được một mình. Lại phải đi xe ôm lên. Cái này ai lai đó? Cái này con trai lai đúng không? Ừ. Nhưng mà nó lúc nào nó khỏe thì nó lai đi. Còn lúc nào nó ốm thì coi là phải đi xe ôm. Và đi xe ôm với tôi. Này anh nó gầy nhỉ? Ừ. Ốm suốt mà. Con trai. À. Anh gầy gầy ạ. Gầy bằng anh không? Anh ạ. Mới nghe. Anh hình như là người gầy nhất ở đây luôn. Có người gầy uống hơn ấy mà, uống methadone mà. Cho nên là cái đấy nó hại. Đi chơi với mẹ. Xíu đi. Đúng. Thì cô Ngọc. Ừ. Có một bạn con gửi con một số tiền để ủng hộ cô á. Vâng. Để trả cho cô mà không biết cô có chỗ giữ không? Gửi em đưa cho. Thế cháu tên là gì nhỉ? Cháu á tên Tùng. Tùng á? Tùng. À Tùng á? Tùng hay là Troy á, tên chính thức là Troy á. Oh. Gửi cho cô 3 triệu. 1, 2, 3, 4. Tiền bên bạn Lộc. À. Bạn Lộc với bạn Patel. Satish. Và giờ này Satish bạn bên bạn con. Thế cho cô gửi lời hỏi thăm bạn nhá. Ok, dạ. Thế ở đây lâu rồi à? Ra từ hôm nào? Ra từ đầu tháng à. Mới ra. Dạ. Rồi. Từ Sài Gòn ở quận mấy? Xuống thăm hả? Tính xuống thăm con thì sao? Hỏi thì lúc nào khi vào đi thăm nhiều người nhà trong Sài Gòn lắm. Thủ Đức mới lại mà ngày sao vậy? Sài Gòn sao lại sao ngày sao xưa... bằng Hà Nội được? Hà Nội Sài Gòn... thành phố đẹp đẹp đẽ mà con người thì cũng Sài Gòn là nó sầm uất hơn chứ. Năm 85 cô vào trong đấy, cô bà nội ở trong Sài Gòn. Sài Gòn thấy phức tạp lắm, thấy người trên đó nhiều cái gian lắm cô. Nhiều bây giờ thì không biết nhưng mà ngày trước cô ở đấy thì cô thấy ở Sài Gòn sầm uất. Tên là Tùng hả? Hay là Troy cũng nữa. T-R-O-Y dài. Troy. Troy. Thì có gặp thì cho cô gửi lời cảm ơn bạn của bạn Lộc với Satish nhá. Satish Patel gửi thấy hình cô thấy dễ thương á, xong nhắc tới mình nói nhờ mình quay lại kiếm cô á, thì mấy nay đang kiếm cô quá trời không kiếm được á, mới hôm nay gặp lại. Tại vì là mấy hôm nắng quá, thế lại người nó cũng mệt mệt, em nó cũng không được khỏe lắm. Anh chào bị bệnh nhở? HIV. HIV. HIV mà xong rồi là một thời kỳ rồi là cũng nghiện, thì bây giờ đang được nhà nước cho cai ở trung tâm của thành phố, nhưng mà hàng ngày đến uống thuốc thôi, uống methadone đấy. Thế cho nên là sức khỏe nó cũng không có tốt. Sao bị lây HIV? Ngày xưa thì là đi làm cũng bình thường thôi, nhưng mà chắc là cắt tóc gội đầu gì đó.
chị cũng không có chơi bời gì cả. Nó là cắt tóc gội đầu đấy. Chứ còn ngoan ngoãn. Chứ không phải bê. Giống nghe người nhiều người bê bị. Thì hôm nay gặp được lại cô thì cũng rất mừng á. Thì mấy nay kiếm hoài tưởng ghi cô ghi số điện thoại của cô lại. Ok. 038. Thì lúc nào mà rảnh thì không gặp cô ở đây cứ gọi cô thì xuống nhà chơi. Nha. Với nhà cô gần đây không? Nhà cô khu nhà nào? Nhà cô ở phố Nguyễn Thái Học. Từ đây đi về xuống khoảng tầm 3 cây. Nguyễn Thái Học. Hai người không phải hàng xóm hả? Không phải ở gần nhau hả? Không. Tưởng hàng xóm chứ. Hàng xóm là bà Hòa. Hai chị em chơi với nhau. Mỗi người ở một nơi. Okay. Ba chục bạn cũng chơi với các bà đúng không? Đấy là chị em chơi với nhau lâu rồi. Thì con chào cô nha. Cảm ơn Tùng nha. Rồi, con bắt tay cô. Thì mốt có gì mốt con, giờ con có cái số cô dễ liên lạc mà. Nha. Ok, thì trước nha, chúc cô bán đất với giữ sức khỏe. Với rồi, chúc, cô cảm ơn. Chúc em trai khỏe lại. Cảm ơn con nha. Dạ, chào cô. Dạ trước nha. Thôi, kiếm được cô cũng mừng rồi.